Vậy là đo loa JBL là 75, sử dụng cũ JBL là E8T, một cái cũ loa cực kỳ nổi tiếng trên thế giới nha quý vị, có giá rất là đắt đỏ. Tiếng của những cái cũ dòng này thì quý vị không phải nói rồi, rất là mộc mạc, tiếng nó rất là mộc mạc, trong sáng, chi tiết. Và đây là một trong những cái đô la rất hiếm như vậy. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau. Rồi bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Ngay phía dưới màn hình quý vị có một nút đăng ký, quý vị hãy nhấn nút đăng ký. Rồi, em xin cảm ơn.